Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ kit Big V1 New. Thì ở đây là khối vi điều khiển hỗ trợ dòng 16F và 18F. Ở bên cạnh đó là các cái ngoại cổng chờ ngoại vi để các bạn thực hiện các chức năng khác. Đây là khối nguồn sử dụng nguồn 5V. Bên cạnh đấy là khối mạch nạp với hỗ trợ các cái mạch nạp ISP Kit 2. Tiếp đến là khối key đơn và led đơn để các bạn điều khiển. Đây là các cái cổng ra hỗ trợ điện áp 5V và 3,3V. Đây là khối sung của Thạch Anh, nút reset. Ở phía dưới này đấy là khối LCD và khối giao tiếp UART. Và cuối cùng đây là khối NRF. Mặt sau của kit là một số hỗ trợ của PIC 16F và PIC 18F, một số chân hỗ trợ